Xin chào tất cả mọi người, đây đến với kênh Đời Sống Và Ẩm Thực. Thì video hôm nay mình đã chia sẻ cho tất cả mọi người về vấn đề tiền lương ở Hàn Quốc là một tháng được bao nhiêu và chi phí sinh hoạt như thế nào. Thì như các bạn đã biết thì tiền lương của Hàn Quốc năm 2019 thì lên 8.350 nghìn một giờ, thì tương đương với nếu mà làm một tuần 40 tiếng đấy là 1.745.150 won, còn 44 tiếng thì là 1.887.100. Thì đó là một tháng lương cơ bản, còn chưa tính thì làm thêm thì tùy vào công ty nào nhiều việc thì làm thêm một ngày tầm 1-2 tiếng. Nếu mà làm chuyên ngày thì có lúc là làm 3 tiếng, có ngày làm 3 tiếng. Đấy. Về vấn đề cơ bản thì như vậy. Thì còn tiền làm thêm thì đó là một tháng, làm thêm một tháng tầm 60 tiếng đấy. Còn phải làm nếu mà công ty nhiều việc thì làm thêm cả chủ nhật. Nhưng mà 2019 thì hiện tại thì Hàn Quốc đa phần là công ty là ít việc, không có việc. Thì toàn công ty là làm cơ bản hoặc là làm về làm chuyên chuyên ngày hoặc là về làm đến thứ sáu, thứ bảy nghỉ. Đấy. Còn những công ty nào mà làm tuần ngày tuần đêm ấy thì cao lương hơn. Làm tuần ngày tuần đêm thì có phụ cấp đêm, thì tăng phụ cấp đêm là một đêm 2-3 man gì đấy. Còn mình tính nếu mà làm công ty làm tuần ngày không thì tầm cỡ 2-2.5 triệu, 2.2-2.3, 2.4 gì đấy nếu mà làm thêm nhiều. Còn không thì không có làm thêm thì tầm lương cơ bản không thì 1.7-1.8 triệu. Đó. Còn làm thêm thì cho làm công ty làm tuần ngày không thì cho 10 đến 15 tiếng 20 tiếng đi. Đấy, thì nhân lên cũng được 2-3 trăm nữa thì cũng được 2.1 triệu. Nếu làm tuần ngày không. Còn làm tuần ngày tuần đêm ấy thì lương tầm tổng cộng là tầm cỡ như công ty mình thì làm tầm cỡ 350 hoặc là 380-390 giờ tùy. Có vẫn có tháng này lên cũng lên 400 giờ đấy, tùy từng tháng. Ví dụ như tháng này làm nhiều làm ít hoặc là tháng này nghỉ, trùng vào có ngày lễ thì nghỉ không có lương thì tầm cỡ 350 đến 400 giờ thì nhìn lên tầm nhìn 8.350 lên thì tầm 3 triệu đến 3.4 triệu, tùy từng tháng. Thì tương đương với 60 đến 65 triệu. Đó là một tháng của tiền lương, một tháng là tầm cỡ 60 đến 65 triệu. Nếu mà công ty làm tuần ngày tuần đêm, còn công ty làm chuyên ngày thì tầm cỡ 40 đến 50 triệu đấy, tùy từng ví dụ có tháng thì làm thêm có tháng hay không làm thêm, nhưng mà đó là mình tính chung chung là từ 40 đến 50. Còn làm tuần ngày tuần đêm thì tầm cỡ 60 đến 65-70 triệu, đó là trung bình. Còn như mình thấy thì nhiều công ty cũng cao lương lắm, nhiều công ty mọi người làm chuyên đêm đấy ngạn, lương tính rất là cao, có khi lên đến 70-80 triệu đấy, nhưng mà tầm cỡ 4 triệu tiền hàn đấy. Đó là chưa tính cả thưởng của công ty ấy. Đó là vấn đề tiền lương. Thì như bạn là tiền lương này, mình vừa rồi nói tiền lương ấy, như vậy là đó là tiền lương. Còn là vấn đề chi phí sinh hoạt, vấn đề chi phí sinh hoạt của công ty của một lao động, một người đang sống sinh hoạt làm việc ở bên Hàn, thì vấn đề chi phí ấy thì cái đầu tiên ấy là vấn đề tiền nhà thì tùy thuộc vào từng loại nhà. Nhà rẻ nhất như cô season room thì
loại phòng dành cho sinh viên ấy, thì tầm cỡ 200, nếu mà ở khu vực không phải là thủ đô, ở ngoài thành phố, ở thành phố thì nó khác, thành phố thì nó mắc hơn, đắt hơn. Còn ở khu bình thường thì khu sinh viên tầm cỡ 220, 230 bạc, 230.000 won ấy. Còn nhà mà nhà one room ấy, nhà phòng bình thường thì tầm 260 đến 300. Đó là phòng một phòng. Còn nhà mini two room thì hai phòng thì tầm cỡ 350 đến 400. Nếu mà nhà hai phòng, có hai phòng ngủ đấy, một phòng khách, một phòng bếp riêng. Đó. Bên này toàn nhà là nhà khép kín không. Nếu mà ở nhà dân thì nó khác, nhà dân thì nó rẻ hơn. Ở nhà dân gọi là 20 chip ấy, nhà dân thì nó rẻ hơn ấy, rẻ hơn khu nhà khu un room. Chi phí thì tầm cỡ 260 đến 300, đó là chi phí tiền nhà. Cái thứ hai là vấn đề tiền ăn. Thì tiền ăn một tháng thì một tháng tầm cỡ 200 đấy, 200 đến 250. Như mình thì tầm cỡ không đến, mình một mình thì rẻ hơn. Vì ăn uống cũng với hai người thì nó nhiều khi chi phí sinh chi phí nó gọi là phát sinh. Đó. Còn mình thì chỉ một thức ăn này ăn uống mà. Còn vấn đề ăn uống thì tầm cỡ 200, 200 đến 250. Cái thứ ba là vấn đề tiền điện. Đó. Tiền điện thì nó ở đây là có hai, ở đây là Hàn Quốc là có bốn mùa, nhưng mà mình tính có mùa lạnh và mùa nóng thôi, mùa hè và mùa lạnh thôi. Nhưng mà tiền điện thì mùa đông thì là rẻ hơn, mùa đông thì tầm 1-2 man thôi, thì tầm cỡ 200 đến 400 nghìn Việt Nam. Đó. Còn mùa mùa đông à, mùa hè thì dùng điều hòa nên nó đắt hơn. Dùng điều hòa thì tầm cỡ tùy từng tháng, có tháng đến từ 5 đến 100 nghìn ấy, từ 5 man đến 100 một ship ấy, là tầm cỡ 1 triệu đến 2 triệu tiền Việt Nam ấy. Là vấn đề tiền điện đấy. Tiền điện là mùa mùa đông là rẻ hơn mùa hè nữa, đúng không? Còn cái thứ ba là về tiền ga. Tiền ga thì lại ngược lại với tiền điện, đúng không? Ga thì mùa đông, bởi vì ở đây mùa đông thì lạnh, phải dùng sưởi nền thì sẽ đắt hơn mùa hè. Mùa hè thì không dùng đến ga nhiều, chỉ mỗi ăn uống thôi là dùng đến ga thôi, đúng không? Thì tiền ga thì ngược, thì song song với tiền điện, nó hai mùa ngược lại, nó tổng cộng thì cả tiền ga tiền điện đến tầm cỡ trong vòng từ 100 thôi, 100, nhưng mà chưa đến 100 đâu, tùy từng tháng, đúng không? Tháng không, ví dụ không nóng mùa hè mà không nóng thì ít mở điều hòa lên thì nó rẻ hơn. Đó. Nhưng mà mình tính từ 5 man đến 100 là tầm cỡ 1 triệu đến 2 triệu đấy. Đó là tiền tiền ga với tiền tiền điện. Rồi tiền net, tiền internet thì tiền internet đa số thì thường thường mình thuê phòng là có internet trong phòng. Có internet dùng không mất tiền, gọi là mình tính cả tiền phòng đó rồi. Còn những nhà nào mà cho thuê là không có internet là mình phải bắt buộc là mình kéo internet riêng. Thì internet thì một tháng này tầm cỡ 16.000 thôi, một man 6 là tầm cỡ 320.000 là in tiền internet. À, cái thứ tư là vấn đề điện thoại, tiền điện thoại. Tiền điện thoại thì nhiều người dùng mạng khác nhau, đúng không? Có người thì dùng thuê bao đợt trước, có người dùng thuê bao đợt sau. Nếu mà đợt trước thì có nhiều, cũng có 2-3 loại đây. Dùng đợt trước thì thường thường người ta mua cái sim một tháng là vào lấy máy là 1 man, nó là 200.000. Rồi dùng mạng thì người ta dùng wifi, ví dụ ở nhà người ta có wifi chẳng hạn, đến công ty có wifi thì không mất cái tiền mạng. Còn nhiều người, nhiều anh em dùng, mình thấy nhiều anh em dùng vẫn dùng gói gọi là thuê bao đợt sau, đa số là thuê bao đợt sau, là dùng mạng miễn phí, rồi gọi miễn phí. Đấy, còn mỗi khi gọi về Việt Nam thì gọi Việt Nam bây giờ là không phải như ngày xưa đâu. Như ngày xưa gọi là vậy một thẻ Việt Nam gọi nhiều, nhưng bây giờ đa số là internet phổ biến cho nên dùng dùng mạng gọi về nhà, vừa nghe vừa xem hình ảnh thôi.
Hay cái thứ tư là về vấn đề điện thoại đó, điện thoại để tầm cỡ 3 đến 6 mát đúng không? Có người dùng 6 đến 9 nữa đấy. Thì có người dùng 2 mát đó. Tùy những anh dùng ít dùng nhiều thì mình tính như vậy thôi. Còn cái thứ năm là vấn đề đi lại giao thông. Bên này giao thông thì đi rẽ, bởi vì hệ thống giao thông bên này phổ biến là đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt. Thì mỗi lần đi xe buýt thì tầm 1.300, 1.400 thôi. Đi tàu điện ngầm cũng, tàu điện ngầm thì cũng 1.300, 1.400 là một vé đúng không? Thì đi, đó là đi trong nội thành đúng không? Còn mà đi đi liên tỉnh thì mình bắt buộc mình phải mua mua vé. Mua vé đi đi lại thì đi xa nhất thì nếu mà đi đi xe buýt ấy, đi bus cao tốc ấy, gọi là đi đường cao tốc đúng không? Bên xe cao tốc là tầm cỡ 20, tầm 20 mấy nghìn, 20 nghìn. 20 đến 25 nghìn. Rơi vào khoảng 500 nghìn Việt Nam ấy, nếu cao nhất. Nó đi đường xa nhất. Còn đi KTX là đi tàu cao tốc thì cũng rơi vào tầm 7-800 nghìn ấy, 7-800 nghìn Việt Nam, rơi vào khoảng 3 đến 4 man đó. Để đi đó là đi đi tàu cao tốc là chi phí là như vậy. Còn cái thứ sáu là vấn đề mà chi tiêu, cái sinh hoạt ấy, gọi là nào là kem đánh răng, rồi là quần áo, rồi khăn mặt, rồi nói chung là, rồi con gái thì mỹ phẩm đúng không, con trai thì nhiều người cũng dùng mỹ phẩm nhưng mà đa số là con gái thôi, con trai ít. Mùa đông thì thường thường người ta hay mua lotion, gọi là mua cái dưỡng ẩm dưỡng da đúng không, đó là mùa đông. Còn mùa hè thì cũng ít, mùa hè người ta cũng dùng, con trai như vậy. Thì tiền chi tiêu phí sinh hoạt, thì sinh hoạt cá nhân thì tầm cỡ rơi vào 100 như đấy, tầm 2 triệu đó. Thì mình tính cộng lại thì nếu mà tiền lương có 60 triệu đến 65 triệu hoặc là công ty nhiều thì 70 triệu thì trừ đi chi phí sinh hoạt. Đấy, trừ chi phí sinh hoạt tầm, như mình tính ra tổng cộng chi phí sinh hoạt là tầm cỡ 650 đến 700 nghìn tiền Hàn, thì rơi vào khoảng từ 13 triệu đến 15 triệu một tháng là chi phí ăn ở rồi điện nước sinh hoạt cá nhân, gọi là một tháng chi tiêu tầm cỡ 12 đến 13 đến 15 triệu. Nhưng mà anh tiêu nhiều hơn thì ví dụ như một tháng thì có chi phí vào các cái cuộc gặp gỡ anh em chẳng hạn thì mất chi phí thêm 100 gì đấy nữa, thì tầm cỡ vài triệu nữa đúng không, thì tầm cỡ rơi vào khoảng 17 triệu. Thì sau 70 triệu mà trừ đi 17 triệu thì tầm cỡ còn dư tầm cỡ 40 nếu mà làm riêng tuần ngày tuần đêm đúng không ạ, thì tầm cỡ 40 đó là những anh mà góp nhặt đó, là những anh tiết kiệm được là tầm cỡ 40. Còn làm tuần ngày không thì như mình lúc nãy nói là làm tuần ngày không thì lương tầm cỡ 40 đến 45 triệu thì những chi phí sinh hoạt cũng giống nhau đúng không? Thì trừ đi 15 triệu đi đúng không? Tính tầm cỡ còn 30 đến 35 triệu, đó là làm tuần ngày không đúng không? Thì ở Hàn Quốc thì mỗi năm lương lên mỗi khác, nhưng mà lương lên thì đồng nghĩa với việc là các chi phí sinh hoạt cũng lên đúng không? Rồi thuế lên, thuế lao động, thuế tính phần trăm thuế lao động ấy đúng không? Thì như vậy là tổng cộng là một tháng lương còn lại là tầm cỡ 30 đến 45 triệu, 40 triệu lại rơi vào khoảng đó đúng không? Thì video đến đây là mình đã chia sẻ với mọi người là một tháng lương và chi phí sinh hoạt của một người sống tại Hàn Quốc là còn bao nhiêu. Thì video đến đây là kết thúc. Thì mọi người hãy like video
đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như nhấn chuông để nhận thêm video mới, để biết thêm nhiều cái hay ở Hàn Quốc.